em là cái xe Vario, mình làm là cam xe nồi. Thì đầu tiên á, mình nhận cái xe này là cam xe nồi mà. Nhưng mà tiện cơ cái là cái xe bên tông nó quá xấu, chiếu vô cái lưng bên tông lên. Nè, cái lưng bít tông nó quá xấu và trái bít tông này nó cũng quá xấu, nó cháy hết rồi. Thì mình tiến hành thay trái BRT Bintang Racing, trái đầu cao này là của BRT, cao thì nó cao hơn vậy nè. Đó, thì mình đã xỏ cái bít tông vô rồi nha, thì nó cao hơn khoảng là 5 đến 4 ly gì đó. Thì mình đo tỷ số nén, mình dớt nó xuống luôn theo cái ý muốn của mình, chiếu cái độ đẹp của trái bơ cơ cho anh em coi. Thấy chữ bơ cơ đây là trái bơ cơ rồi, thì mình canh lại cái này là thay luôn chứ không phải canh lại nữa, thay cái mặt nhôm nồi nấu vô. Thương hiệu mới lấy nhất giải gì ba bữa á. Nè, đây là nè, chiếu vô. Đó, hơi bị đỉnh nha, nồi này luôn có sẵn. Chu thì mình xài 4 cước, 4 cước ngắn. Đầu thì móc xăng bô luôn rồi. Đầu móc xăng bô này tự phá nhà luôn á, chứ không có đem tiệm nào hết đó. Rồi, xe này có sẵn vô xăng lửa ở cô Quốc Vi, nhưng mà mình thay qua là M5 Vario. Tại sao? Tại vì mình thích, rồi mình thích xài Adesso thì mình thay Adesso thôi. Độ chính xác của nó là mà xăng cùa là tuyệt đối 100%. Áp bi tại sao mình không xài, không phải nó chạy được, chạy siêu ngon mà mình không biết canh, mình không xài. Hết. Ông xăng móc, ông xăng móc thì xài ngon nè. Rồi, giờ làm à.